Chào các bạn đến với trung tâm đào tạo đồ họa 2D, 3D, 4D Thuận Yến. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn video giới thiệu chương trình Photoshop ứng dụng trong thiết kế đồ họa quảng cáo. Trong phần hướng dẫn này thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm một poster. Tôi sẽ mở Photoshop lên và đây là những cái hình nguyên liệu tôi đã chuẩn bị trước, những stock tôi đã chuẩn bị trước, và từ những hình này tôi sẽ thiết kế ra một cái poster. Đầu tiên thì tôi sẽ tạo một file mới để cắt hình bỏ sen. Giờ tôi chọn 12 nhân cho tài minh chẳng hạn. Độ phân giải tôi để 300 cho hệ màu. Đây là poster tôi muốn đưa lên trang web chẳng hạn, thì tôi chọn hệ màu RGB. Rồi bây giờ thì đầu tiên là tôi sẽ cắt hình người này xem bằng cách là tôi chọn vào công cụ Magic Phần tù, thì tôi chọn nhanh những cái vùng này. Nhưng mà khi chọn như thế này thì chúng ta thấy là các cái vùng này nó không có được đẹp. Tại vì chúng ta chọn cái vùng màu trắng này thì phần mặt nó cũng hơi én lên một chút cái màu trắng. Chúng ta không chọn được. Vậy thì chúng ta phải dùng công cụ Pen Tool cắt cho nhanh. Là chúng ta dùng luôn công cụ này rồi chúng ta dùng Pen Tool chúng ta vẽ lại sau. Dùng Pen Tool lấy lại những cái hình này. Nên bình thường các bạn bấm Ctrl Enter, nhưng mà khi Ctrl Enter thì những vùng chọn xung quanh sẽ mất hết. Ở đây tôi đang chọn cái vùng chọn bên ngoài nên tôi bấm Ctrl Enter Let Enter. Còn nếu mà chúng ta để bấm Ctrl Shift Y đảo ngược chiều trong thế này rồi thì chúng ta bấm Ctrl Shift và Enter. Ctrl Shift Enter ha các bạn. Rồi, tương tự tôi sẽ cắt những vùng như thế này. Ctrl Shift Enter. Dưới này các bạn cũng cắt lấy hết luôn. Ctrl Shift Enter. Rồi giờ các bạn được một cái hình như thế này rồi. Các bạn có thể lấy thêm một xíu cái vùng này nữa. Rồi bây giờ các bạn sẽ kéo cái hình người sang đây. Rồi, cái lớp này tôi sẽ đóng lại, không cần nữa. Tôi đặt người vào cái vị trí nha. Tôi đặt đây.
Tôi sẽ cho cái hình người này lớn lên một xíu cho nó khớp. Rồi. Bây giờ tôi sẽ cắt những hình này, tôi bỏ xem. Giờ tôi chọn hình bông hoa này. Tôi giữ Enter Left ha. Tôi bấm Ctrl Shift Y. Tôi giữ Enter Left, tôi khoanh vùng. Cái vùng này tôi bỏ hết. Rồi, tôi sẽ thả hình này xem. Rồi tương tự với các hình khác. Ctrl Shift Y và bỏ những vùng xung quanh. Rồi nhấn hình bướm xem. Rồi, tiếp tục là hai hình còn lại. Hình này thì sẽ khó cắt hơn bởi vì nó vướng những cái vùng màu trắng này. Tôi cắt toàn bộ bằng pen tool luôn. Phần bên này thì tôi có thể lấy thêm được một xíu để tôi dùng công cụ Lasso. Ctrl Shift Y. Dùng tên tôi. Rồi, tương tự với những phần bên này. Tôi sử dụng internet để bỏ bớt. Rồi tôi sẽ bỏ hình này xem. Tương tự với hình còn lại. Này tôi sẽ dùng pen tool.
Rồi, cần cho nên thơ và tôi lại những ý nghĩa xem. Rồi, bây giờ tôi sẽ tiến hành lắp ghép lại. Nếu tôi cắt xong, tôi có thể đóng lại. Dụ tôi thấy phần tay này, tôi cắt cái hình nó hơi bị sâu chỗ này nên tôi sẽ lấy bông hoa tôi bỏ lên đây để che cái khuyết điểm này đi. Đó. Tương tự bên này, tôi sẽ đặt những sản phẩm này vào ngay đây. Tôi sẽ đặt bông hoa này đây. Đặt những sản phẩm này vào ngay đây để che những khuyết điểm này đi. Bông hoa này tôi sẽ cho nhỏ lại một xíu. Cái góc này tôi đưa lên trên. Rồi tôi sẽ tô một cái nền màu hơi màu hồng hồng một xíu. Tôi chọn cái background này. Và tôi chọn cái màu hồng. Rồi tôi tạo layer mới. Tôi tô một cái màu hồng. Hôm nay chẳng hạn hơi đậm. Hồng nhẹ. Rồi, ví dụ tôi thích cái nền như thế này. Tôi sẽ muốn giữa này nó hơi mờ mờ đi xíu. Thì tôi có thể xoay bộ. Tôi tạo một cái mặt nạ và tôi dùng brush. Tôi xoay nhẹ ở giữa đi. Rồi, thì tôi chấm một vài điểm ở đây. Rồi, một vài điểm đây. Rồi, xoay nhẹ ở chỗ này. Cho cái màu nó hơi nhẹ một xíu, có thể giảm opacity này xuống cho cái màu chúng ta lợt hơn. Rồi, như tôi chọn cái màu nền như thế này. Giờ phần bông hoa này nó cái màu xám này không được đẹp cho lắm. Giờ tôi sẽ chuyển sang một cái chế độ này, chỗ này đó và tôi thấy nó phù hợp. Supply như hồi nãy là thấy là sẽ được. Limiter này cũng được nè. Thì chúng ta thấy là những cái viền chỗ này. Những cái viền chỗ này thì nó không được đẹp thì tôi sẽ dùng cục tẩy tôi sẽ nhịn nó đi. Này tôi thì bỏ luôn. Này cũng bỏ hết. Rồi. Hồi nãy tôi dùng Quick Selection Tool để chọn cái vùng này hơi xấu một xíu thôi. Nhưng mà không sao đâu các bạn. Tôi có thể xoáy nhẹ nhẹ nó đi hoặc là dùng pen tool cắt lại một xíu cho nó đẹp. Người này tôi sẽ em được cho nó đi. Đó. Rồi dưới này chẳng hạn. Rồi.
những phần này thì tôi có thể dùng clone stem tool, tôi sẽ chép những vùng khác tôi đắp lên. Đó. Rồi. À, còn đối với cái này thì tôi thấy là nó không được đẹp ở bên dưới này. Tôi có thể dùng eraser tẩy. Tôi sẽ cũng là cọng mềm và opacity nhẹ nhàng thôi. À, tôi sẽ mở những phần dưới này đi. Không để lộ những cái đường viền. Riêng cái bóng màu vàng này tôi sẽ bỏ luôn. Còn cho một ít feather sáng thì nó sẽ đẹp hơn. Rồi hai các bạn. Ta che lắp những cái cũng phải là những cái dời cho phải một xíu cho nhỏ lại xíu đấy. Rồi đó, bây giờ tôi sẽ trang điểm thêm một xíu, kiểu tôi có những cái layer nước này tôi có thể ném xem. Để tôi cho ít nước ở đây, sẽ ném thấy ít nước bên này nữa. Để tôi có thể xoay rồi cũng lớn tùy các bạn nữa. Hai lớn đây nhỉ. Rồi tương tự những này tôi cũng bỏ xem. Này tôi cũng bỏ xem. À, tôi có thể trang trí mình chân tay mình xoay chẳng hạn như vậy. Rồi tiếp theo tôi có thể tạo những thấy bên này hơi trống thì tôi có thể trang trí thêm một bằng vài cái đường tròn ở đây chẳng hạn. Tôi sẽ vẽ một cái vùng tròn này như thế này. Rồi tôi vào edit chop để tạo một cái đường viền cho nó cho tôi màu trắng. Ok thì tôi sẽ được một cái hình như thế này. Rồi tôi sẽ copy đây, copy tùy đổ lại kích thước như vậy nhỏ và lớn. Đó, các bạn cứ làm như vậy. Chọn cái mục loạt copy cho dễ. Lại không. À, con bướm này thì tôi sẽ bỏ cái phần màu trắng này đi, delete đi. Tương tự phần nhỏ trong này cũng chọn là tôi delete đi. Rồi. Giờ tôi sẽ đánh chữ lên. Đủ tên nhẹ nhàng là Pussy. Rồi.
chọn cái phòng nào. Cái này là nhà sản xuất mà sẽ cung cấp cái phòng cho chúng ta. Ở đây thì tôi đang làm ví dụ nên cho chọn cái phòng nào được một xíu. Ví dụ tôi chọn cái phòng này. Để cho cái phần này nhỏ hơn, để cho sáu. Tôi phải đổi màu hết này, màu đậm đậm lên để cho sinh động màu này được này. Rồi cái tên nhãn hàng thì chúng ta cho tên của nhà sản xuất chúng ta cho thật lớn nhé. Từ 50, 60, 70 gì đó. Cái này tôi có thể cho phòng độ 30. Cái này phải. À, như vậy là tôi đã hướng dẫn cho các bạn xong cách để thiết kế một cái poster đơn giản. Hy vọng là bài hướng dẫn này sẽ giúp ích được nhiều cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở trong bài hướng dẫn tiếp theo.